Hoàng Hiếu và Bích Phụng mến chào tất cả quý vị đang quay trở lại với chương trình mua sắm trên truyền hình AZ Shop. Quý vị thân mến, ai đó đã nói rằng sống không phải là một cuộc đua mà nó là một cuộc hành trình mà ta có thể tự tận hưởng, khám phá và trải nghiệm. Vì cuộc đời là những chuyến đi, cứ đi để tận hưởng, để khám phá chính bản thân của chúng ta. Và để chuẩn bị cho chuyến hành trình lắm bất ngờ cũng như là nhiều điều thú vị ấy thì tất cả chúng ta cần lắm một người bạn đường thân thiết có thể tải hết tất cả những hành trang cho chuyến đi của mình. Và vì lý do đó mà ngày hôm nay Hoàng Hiếu và Bích Phụng xin được giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn một chiếc vali có đầy đủ những tính năng về thời trang, tiện lợi thiết kế vô cùng đơn giản và hiện đại. Đó chính là chiếc vali Market Day 3X thưa quý vị. Và quý vị thân mến, với chiếc vali Market Day 3X này thì rất thích hợp cho các bạn trẻ yêu thích du lịch khám phá, các doanh nhân thường xuyên có những chuyến công tác, hoặc là các bạn sinh viên, các anh chị công nhân chúng ta tranh thủ về thăm gia đình trong những kỳ nghỉ ngắn ngày. Và được thiết kế rất là thông minh với kích thước tiêu chuẩn e cabin thì quý vị và các bạn chúng ta có thể dễ dàng mang theo khi di chuyển. Trọng lượng chỉ với 2,7 kg thôi thì việc xách lên và di chuyển rất là nhẹ nhàng, đúng không thưa quý vị? Với thể tích là 46 lít thì quý vị và các bạn chúng ta có thể mang đi rất nhiều những hành lý của mình để phục vụ cho toàn bộ chuyến hành trình. Và đặc biệt hơn nữa thì sản phẩm được thiết kế với hai màu sắc, đó chính là màu đen lịch lãm và màu đỏ nổi bật. Thì quý vị và các bạn chúng ta có thể lựa chọn những màu sắc mà mình ưng ý nhất. Và quý vị thân mến, sản phẩm đang được bán trên AZ Shop với mức giá vô cùng ưu đãi, đó chính là 970.000 đồng. Và bên cạnh đó thì quý vị sẽ còn được tặng kèm theo một phần quà rất giá trị, đó chính là một chiếc túi xách thời trang cao cấp như thế này đến từ thương hiệu Market cùng màu với sản phẩm vali, và giá trị của sản phẩm này là 155.000 đồng. Rất tuyệt vời đúng không nào? Quý vị hãy nhớ rằng là những ưu đãi này chỉ dành cho khách hàng gọi đến cho khung giờ phát sóng mà thôi. Hãy nhanh tay gọi về tổng đài quen thuộc của chúng tôi 0839109898. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn chúng ta cũng có thể truy cập vào website www.azshop.net.vn để chúng ta có thể tìm hiểu về thông tin của dòng sản phẩm Market D3X này và những thông tin về các sản phẩm khác mà chúng tôi đang giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn qua kênh truyền hình mua sắm AZ Shop. Vali Market D3X được may bằng vải poly bền chắc, không sờn rách, các nút chân bằng nhựa để tránh làm bẩn vali, khóa kéo IKK cứng chắc, cần kéo đôi bằng nhôm cao cấp, thời trang nhẹ nhàng tiện ích. Vali Market D3X thiết kế thông minh, một khoang lớn, hai khoang nhỏ và một ngăn phụ bên hông. 4 bánh xe phủ nhựa xoay 360 độ, quai sách chắc chắn, thiết kế cách điệu, đẹp mắt, dễ dàng di chuyển trên mọi địa hình. Giá hấp dẫn trên AZ Shop 970.000 đồng, quà tặng đặc biệt túi xách thời trang cao cấp trị giá 155.000 đồng. Ra đời từ rất lâu, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của ngành du lịch khách sạn, những chiếc vali, túi xách không chỉ đáp ứng nhu cầu gìn giữ, bảo quản đồ đạc của con người khi di chuyển từ nơi này đến nơi khác, mà còn là một sản phẩm nói lên sự đẳng cấp và sang trọng của chủ nhân sở hữu. Thế giới vali túi xách du lịch phát triển ngày càng phong phú, phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng. Nắm bắt được thị trường tiềm năng này, ngày càng nhiều thương hiệu xuất hiện. Tại Việt Nam, Market là một thương hiệu nổi tiếng về các dòng sản phẩm vali, ba lô, túi xách du lịch. Với thiết kế trẻ trung, sang trọng, các sản phẩm của Market có thể làm hài lòng mọi khách hàng bởi tính tiện lợi, thời trang và chất lượng. Vali Market D3X ra đời với mong muốn trở thành một người bạn đồng hành tin cậy cho bạn trong mỗi chuyến đi, góp phần nâng tầm đẳng cấp của bạn lên một vị trí mới. Thiết kế sang trọng, kiểu dáng hiện đại và đặc biệt là sử dụng tiện lợi với khả năng kéo, đẩy, xoay 360 độ. Đặc biệt, sản phẩm tặng kèm là một chiếc túi xách cùng bao, đồng bộ với vali, góp phần tăng thêm tính thời trang và đẳng cấp của người sử dụng. Thiết kế đơn giản nhưng vô cùng sang trọng, chiếc túi xách chắc chắn sẽ là một phụ kiện cần thiết, tôn vinh sự tinh tế, óc thẩm mỹ của quý chị em phụ nữ. Bạn là một doanh nhân thành đạt, phải thường xuyên di chuyển trong những chuyến công tác, vali Market D3X đen lịch lãm sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo, giúp các bộ vest của bạn luôn phẳng phiu, ngay nếp, giúp nâng tầm đẳng cấp của bạn trong mắt đối tác. Bạn là một nữ nhân viên yêu thích thời trang, chiếc vali Market D3X đỏ quyến rũ sẽ làm bạn nổi bật giữa đám đông, thu hút ánh nhìn của mọi người ở bất cứ đâu bạn xuất hiện. Với chiếc túi xách cùng tông, bạn có thể mang theo mọi vật dụng đến văn phòng công ty hay những buổi hẹn hò, gặp gỡ đồng nghiệp, người yêu, bạn bè. Chắc chắn mọi người sẽ trầm trồ trước gu thẩm mỹ tinh tế của bạn. Quý vị thân mến, khi nhìn vào thì chúng ta có thể thấy được rằng chiếc vali Market D3X này thì được thiết kế rất hiện đại với cấu trúc hình khối chữ nhật như thế này đây. Thì quý vị và các bạn chúng ta có thể chứa đựng rất nhiều đồ, rất nhiều hành lý khi chúng ta di chuyển. Và đặc biệt hơn nữa với kích thước tiêu chuẩn e-cabin với chiều dài là 56cm, chiều rộng là 35cm.
và chiều cao của nó là 24cm. Và quý vị thân mến, sản phẩm của chúng ta thì được thiết kế với hai màu sắc. Đối với những quý vị nào chúng ta yêu thích sự mạnh mẽ cũng như lịch lãm thì chúng ta có thể lựa chọn chiếc Valley Market D3X màu đen. Và còn đối với những ai mong muốn sự nổi bật nhưng không kém phần sang trọng thì chiếc Valley Market D3X màu đỏ là một lựa chọn sáng suốt dành cho tất cả quý vị và các bạn. Vâng, và tiếp tục quan sát lên trên bề mặt của sản phẩm, quý vị sẽ thấy đây chính là một đường chỉ phản quang được may rất là nổi bật trên thân của sản phẩm, sổ từ dưới đáy lên phần thân, rất là đặc biệt đúng không nào? Và công dụng của đường chỉ này đó chính là vừa tạo nét thẩm mỹ sang trọng của sản phẩm mà vừa giúp chúng ta có thể nhận biết được chiếc vali này trong bóng tối, rất là tuyệt vời và an toàn đúng không nào? Và quý vị thân mến, bên cạnh đó, khi mà Hoàng Hiếu xoay qua bên phải, chúng ta sẽ cùng nhau quan sát phần thân của sản phẩm. Quý vị có thể thấy đây chính là những chiếc nút đệm giúp chúng ta đặt ở cái vị trí đó, chính là nằm xuống như thế này, thì chính những chiếc nút đệm này sẽ giúp cách cái bề mặt của vali với cái bề mặt tiếp xúc. Và bên cạnh đó thì quý vị có thể thấy đây chính là một cái chiếc ngăn nhỏ được thiết kế rất là thông minh. Và với chiếc ngăn này thì chúng ta có thể đựng sách báo hoặc là những cái vật dụng khác mà chúng ta cần lấy ra khi mà sử dụng. Và đằng sau của sản phẩm có điều gì đặc biệt? Bây giờ Hoàng Hiếu xin được chia sẻ đến quý vị. Vâng, và đây là điều đặc biệt mà Hoàng Hiếu muốn được chia sẻ. Quý vị thân mến, với một chiếc tab như thế này được thiết kế trong suốt thì chúng ta có thể dễ dàng ghi lại những thông tin cá nhân của chúng ta, ví dụ như là tên, họ hoặc là số điện thoại hoặc là những thông tin cần thiết liên lạc để mà khi mà chúng ta bị thất lạc thì cũng rất là dễ dàng để mà tìm lại hành lý của chúng ta. Rất là thông minh đúng không nào? Quý vị và các bạn thân mến, và phía trước mặt của vali chúng ta còn có một cái chiếc khoang và phần này thì sẽ được may hoàn toàn bằng cái chất liệu chống sốc. Chúng ta có thể để sách báo hoặc là điện thoại hay là những cái đồ đạc điện tử khác. Và quý vị thân mến, sản phẩm đang được bán trên AJASHOP với mức giá vô cùng ưu đãi, đó chính là 970.000 đồng. Và bên cạnh đó thì quý vị sẽ còn được tặng kèm theo một phần quà rất giá trị, đó chính là một chiếc túi xách thời trang cao cấp như thế này đến từ thương hiệu Market, cùng bao với sản phẩm vali, và giá trị của sản phẩm này là 155.000 đồng. Rất tuyệt vời đúng không nào? Quý vị hãy nhớ là những ưu đãi này chỉ dành cho khách hàng gọi đến cho khung giờ phát sóng mà thôi. Hãy nhanh tay quý vị nhé. Và quý vị thân mến, như chúng ta có thể dễ dàng quan sát thấy được rằng toàn bộ bề mặt của chiếc vali Market D3X này thì được bao phủ bằng chất liệu vải dù poly 1680D. Đây là một chất liệu vải rất là bền chắc và đặc biệt chống thấm rất tốt. Và bây giờ thì Bích Phụng sẽ dùng nước và xịt lên trên bề mặt này. Quý vị và các bạn, chúng ta đợi xem sẽ có điều gì xảy ra ngay sau đây nhé. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra xem phía sau sản phẩm có bị thấm nước hay không quý vị nhé. Và bây giờ thì Bích Phụng sẽ lật ngay ra bề mặt phía đằng sau. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta có thể thấy được rằng nước hoàn toàn không thấm. Một đặc điểm tuyệt vời nữa của chất liệu vải dù poly 1680D đó chính là khả năng chống chảy xước, bị xù lông, đổ lông khi mà bị va quẹt. Và với thiết kế đặc biệt này thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về cái độ bền của sản phẩm trong quá trình chúng ta sử dụng. Với chiếc cần kéo được làm từ chất liệu nhôm cao cấp đạt tiêu chuẩn ISO 9001 như thế này đây, quý vị và các bạn chúng ta sẽ hoàn toàn yên tâm về sự chắc chắn cũng như bền bỉ của chiếc cần kéo này. Vâng, rất là tuyệt vời thưa quý vị. Và một chi tiết nữa mà Hiếu xin được chia sẻ quý vị và các bạn đó chính là thiết kế cần kéo đôi. Đây chính là một trong những cải tiến của Market D3X so với những sản phẩm khác cùng loại có trên thị trường. Và với thiết kế này thì Hiếu tin chắc là sẽ tạo nên một cái sự vững chãi, một cái sự chắc chắn. Và hơn đi nữa thì chúng ta có thể dễ dàng kéo lên và gập xuống như thế này, rất là thuận tiện, chỉ bằng một cái động tác đơn giản, đó chính là ấn nhẹ vào chiếc nút phía trên đây thưa quý vị và các bạn. Hoàng Hiếu sẽ chỉ cho quý vị và các bạn thấy đây chính là chiếc nút, chúng ta chỉ cần ấn nhẹ vào thôi thì chúng ta sẽ dễ dàng điều khiển được chiếc vali của chúng ta. Rất là tuyệt vời đúng không nào? Vô cùng đơn giản và nhẹ nhàng. Một thao tác đơn giản để chúng ta có thể biến chiếc vali này trở thành một chiếc túi xách, đó chính là chúng ta gập toàn bộ phần cần kéo này xuống. Và sau đó chúng ta sẽ quay chiếc vali này lại và đây sẽ chính là phần tay cầm. Quý vị và chúng ta có thể cầm lên một cách dễ dàng, rất là nhẹ nhàng thưa quý vị. Wow, rất là tuyệt vời. Như vậy thì Hoàng Hiếu có thể gập hết xuống hết mức chiếc cần kéo này và biến nó thành một cái chiếc túi xách có thể xách đứng như thế này bằng cái chiếc quai xách ở trên, và cũng có thể xách ngang như thế này. Một cái chiếc quai xách được thiết kế một cách rất là cách điệu, rất là đẹp mắt như thế này, rất là tiện lợi đúng không nào? Như vậy thì có thể thoải mái di chuyển trong những cái điều kiện địa hình không được bằng phẳng cho lắm đúng không nào? Và Hoàng Hiếu xin được chia sẻ quý vị và các bạn dây kéo của sản phẩm, đó chính là dây kéo đến từ thương hiệu IKK. Với logo của thương hiệu IKK được dập ngay trên phần đầu của sản phẩm, quý vị có thể quan sát. Đây chính là thương hiệu của IKK thưa quý vị. Và thương hiệu IKK, Hoàng Hiếu xin được chia sẻ đến quý vị và các bạn, đây chính là một trong những thương hiệu khóa kéo nổi tiếng đến từ Nhật Bản hàng thập kỷ qua. Với chiếc khóa kéo IKK trong sản phẩm vali Market D3X thì chúng ta có thể dễ dàng thao tác kéo ra, kéo vào một cách rất là dễ dàng đúng không nào? Và với chiếc khóa kéo này nữa, đây quý vị có thấy
rất là trơn tru đúng không nào. Và một đặc điểm tuyệt vời nữa của chiếc khóa kéo Ikaka đó là khi mà chúng ta kéo sát hai chiếc khóa kéo lại thì có một cái khoảng này thì chúng ta có thể dùng một cái chiếc móc khóa để đưa vào cái vị trí này và chúng ta sẽ cố định hành lý của chúng ta. Và quý vị thân mến, một đặc điểm nữa mà Bích Phục muốn chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn về thiết kế của chiếc vali Marcat D3X này đó chính là phần thiết kế về hệ thống bánh xe đạt chuẩn 5 sao Chevrolet như thế này đây thưa quý vị. Với thiết kế đạt chuẩn 5 sao này thì chiếc bánh xe rất là chắc chắn, rất là bền bỉ và được phủ một lớp nhựa rất là chắc chắn đem lại cho chúng ta một cảm giác yên tâm khi di chuyển đúng không nào. Và ngoài ra bánh xe có thể xoay tròn 360 độ như thế này đây. Với thiết kế xoay tròn 360 độ thì thông thường được tích hợp trên những chiếc vali lớn hoặc là có thể chứa đựng với một trọng lượng rất là nặng. Tuy nhiên được tích hợp ngay trên chiếc vali Marcat D3X này thì quý vị và các bạn chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm để vào trong đây rất là nhiều hành lý nhưng di chuyển lại rất đơn giản, nhẹ nhàng và hoàn toàn không mất nhiều sức lực của tất cả quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, và bây giờ thì Hoàng Hiếu sẽ thử di chuyển chiếc bánh xe này cho quý vị và các bạn cùng quan sát nhé. Với thiết kế là 4 bánh xe thì chúng ta không chỉ là đẩy không đâu mà chúng ta còn kéo một cách rất là dễ dàng, rất là trơn láng trên bề mặt đúng không ạ? Và đặc biệt hơn nữa là sản phẩm của chúng ta sẽ được bảo hành lên tới 4 năm và với thiết kế là hai màu sắc đen và đỏ thì quý vị và các bạn chúng ta có thể thoải mái lựa chọn những màu sắc mà mình ưng ý nhất. Và quý vị thân mến, sản phẩm đang được bán trên AZShop với mức giá vô cùng ưu đãi, đó chính là 970.000 đồng. Và bên cạnh đó thì quý vị sẽ còn được tặng kèm theo một phần quà rất giá trị, đó chính là một chiếc túi xách thời trang cao cấp như thế này đến từ thương hiệu Marcat cùng màu với sản phẩm vali và giá trị của sản phẩm này là 155.000 đồng, rất tuyệt vời đúng không nào? Quý vị hãy nhớ rằng là những ưu đãi này chỉ dành cho khách hàng gọi đến cho khung giờ phát sóng mà thôi. Hãy nhanh tay gọi về tổng đài quen thuộc của chúng tôi 0839109898. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn chúng ta cũng có thể truy cập vào website www.azshop.net.vn để chúng ta có thể tìm hiểu về thông tin của dòng sản phẩm Marcat D3X này và những thông tin về các sản phẩm khác mà chúng tôi đang giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn qua kênh truyền hình mua sắm AZShop. Vali Marcat D3X hai màu để lựa chọn, đen lịch lãm, đỏ quyến rũ, trọng lượng 2,7 kg, kích cỡ air cabin 56 x 35 x 24 cm, tải trọng tối đa lên đến 35 kg, khóa số cố định bên hông làm tăng thêm tính an toàn cho hành lý, bảo hành 4 năm từ nhà sản xuất, bạn đường tin cậy cho mọi chuyến đi. Vali Marcat D3X thiết kế thông minh, một khoang lớn, hai khoang nhỏ và một căn phụ bên hông. 4 bánh xe phủ nhựa xoay 360 độ, quan sát chắc chắn, thiết kế cách điệu, đẹp mắt, dễ dàng di chuyển trên mọi địa hình. Giá hấp dẫn trên AZShop 970.000 đồng, quà tặng đặc biệt túi xách thời trang cao cấp trị giá 155.000 đồng. Quý vị và các bạn thân mến, sản phẩm chiếc vali Marcat D3X mà chúng tôi đang chia sẻ đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay là một sản phẩm được cải tiến với rất nhiều những tính năng ưu việt hơn so với những sản phẩm vali khác đang bày bán trên thị trường hiện nay. Và đầu tiên Hoàng Hiếu xin được chia sẻ quý vị và các bạn đó chính là chiếc cần kéo. Chiếc cần kéo của chúng ta được thiết kế bằng chất liệu nhôm cao cấp, được đạt chuẩn ISO 9001 và chất liệu nhôm này chính là một trong những chất liệu được ưu tiên sử dụng trong những chiếc vali chuyên nghiệp hiện nay. Và bánh xe của chúng ta là bánh xe đạt chuẩn 5 sao Chevrolet với 4 chiếc bánh xe như thế này được bọc nhựa vô cùng là chắc chắn và rất là dễ dàng khi mà chúng ta di chuyển, xoay bên trái, xoay bên phải rất là nhẹ nhàng và trơn tru, tuyệt vời quá đúng không ạ? Và quý vị thân mến, kích cỡ của chiếc vali Marcat D3X mà chúng ta đang cùng theo dõi đó chính là kích cỡ air cabin. Và quý vị thân mến, sản phẩm đang được bán trên AZShop với mức giá vô cùng ưu đãi, đó chính là 970.000 đồng. Và bên cạnh đó thì quý vị sẽ còn được tặng kèm theo một phần quà rất giá trị, đó chính là một chiếc túi xách thời trang cao cấp như thế này đến từ thương hiệu Marcat cùng màu với sản phẩm vali và giá trị của sản phẩm này là 155.000 đồng, rất tuyệt vời đúng không nào? Quý vị hãy nhớ rằng là những ưu đãi này chỉ dành cho khách hàng gọi đến cho khung giờ phát sóng mà thôi, hãy nhanh tay quý vị nhé.
Và quý vị thân mến, một chiếc vali được thiết kế thông minh với kích thước tiêu chuẩn e-cabin và đặc biệt hơn nữa, trọng lượng chỉ với 2,7kg thôi mà thể tích bên trong lên tới 46 lít. Như vậy thì chúng ta có thể sử dụng tối đa phần thể tích bên trong này và chúng ta có thể chứa đựng rất là nhiều quần áo cũng như những vật dụng cá nhân của mình. Và ở đây thì Bích Phụng đã chuẩn bị rất là nhiều khối lượng quần áo cũng như những vật dụng cá nhân, wow, túi xách, mỹ phẩm để có thể mang theo trong một chuyến đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển toàn bộ tất cả những hành lý này vào bên trong chiếc vali của chúng ta. Quý vị và các bạn chúng ta hãy lưu ý nhé. Wow, và bây giờ thì Hoàng Yến sẽ giúp Bích Phụng nhé. Hoàng Yến đầu tiên thì chúng ta nên là xếp vest hoặc là những cái quần có chất liệu là cứng trước nha. Rồi, này. Và một mẹo nhỏ mà Bích Phụng muốn chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn khi chúng ta sắp xếp hành lý đó chính là tất cả những trang phục của mình, quý vị và các bạn chúng ta sẽ cuộn tròn lại. Như vậy thì chúng ta có thể sử dụng tối đa được diện tích, mang theo được rất là nhiều trang phục đúng không nào? Và đặc biệt hơn nữa là trang phục của chúng ta khi đem đi sẽ không bị nhăn. Và Hoàng Hiếu để ý kỹ là sản phẩm của chúng ta còn có một cái thiết kế đặc biệt, đó chính là một cái dây khóa phía trong để mà chúng ta có thể cố định lại phần quần áo khi mà chúng ta đã xếp vào rồi. Và quý vị thân mến, với phần dây cố định được làm bằng chất liệu thun cùng với khóa cài đơn giản như thế này thôi, quý vị và các bạn chúng ta có thể dễ dàng cố định lại tất cả phần hành lý của mình bên trong, giúp cho hành lý của chúng ta sẽ không bị di chuyển trong cuộc hành trình của mình đúng không nào? Rất là tuyệt vời. Và Hoàng Hiếu còn thấy là có rất nhiều những khoảng trống mà chúng ta chưa tận dụng hết, hay là chúng ta sẽ để thêm một ít sách báo vào bên đây đi. Rồi, hay một vài cuốn tạp chí đâu chúng ta trong quá trình mà chúng ta đi công tác có thể thư giãn được không nào? Vâng, vậy thưa quý vị, với ngăn lưới này thì chúng ta có thể chứa vào bên trong đây nào là sữa tắm, sữa rửa mặt, dầu gội đầu này, bàn chải đánh răng, rồi chúng ta cũng có thể đem theo nước hoa hồng, các loại nước tẩy trang, và chúng ta cũng có thể để luôn một túi mỹ phẩm đã được sắp xếp gọn gàng vào bên trong chiếc ngăn lưới này, và chúng ta chỉ cần khóa lại thôi thưa quý vị. Là như vậy chúng ta có thể cố định được toàn bộ hành lý bên trong của mình rồi. Khoang lưới của sản phẩm của chúng ta là một thiết kế vô cùng thông minh của sản phẩm này nữa. Nó được chế tạo từ một chất liệu rất là chắc chắn, và trên tay Hoàng Hiếu đây chính là một miếng lưới cấu tạo nên chiếc khoang lưới của sản phẩm Vali Market D3X. Quý vị các bạn có thể thấy là Hoàng Hiếu sử dụng một cái lực rất là mạnh để mà tác động vào chiếc lưới này, thế nhưng mà không hề xảy ra bất kỳ một cái sự biến dạng nào. Này, rất là mạnh đúng không ạ? Xé luôn nè. Rồi, chúng ta có thể thấy là không hề xảy ra bất kỳ một cái sự rách hoặc là biến dạng nào đối với sản phẩm của chúng ta. Và chi tiết này là một trong những chi tiết mà Hoàng Hiếu nghĩ là tất cả quý vị và các bạn rất là quan tâm khi mà quyết định mua một chiếc vali đúng không nào? Đây, rất là tuyệt vời thưa quý vị. Và quý vị thân mến, sau khi mà chúng ta đã cố định toàn bộ hành lý của mình bên trong vali thì chúng ta chỉ cần kéo khóa lại như thế này thôi, và với thiết kế khóa IKK rất là chắc chắn như thế này đây thì quý vị và các bạn chúng ta có thể kéo khóa lại một cách đơn giản và nhanh chóng. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta có thể cố định để đảm bảo an toàn cũng như tính riêng tư cho hành lý của mình bằng cách chúng ta khóa bằng khóa số như thế này đây. Và với khóa số này thì quý vị và các bạn chúng ta có thể cài đặt theo mật khẩu của tất cả quý vị và các bạn lựa chọn. Như vậy thì sẽ đảm bảo quyền riêng tư cũng như đảm bảo an toàn cho hành lý của tất cả quý vị và các bạn khi di chuyển trong cuộc hành trình của mình. Và bây giờ Hoàng Hiếu sẽ hướng dẫn quý vị cách cài mật khẩu cho ổ khóa số quý vị nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tra hai đầu của khóa IKK vào trong ổ khóa số như thế này. Rất là đơn giản đúng không nào? Này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ ấn giữ cho cần khóa ở vị trí mở như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng ngón trỏ để cài mật khẩu mà chúng ta mong muốn. Và mật khẩu mặc định của chiếc vali Macat đó chính là 000. Hoàng Hiếu sẽ thay đổi thành 009 quý vị nhé. Đây. Một vài động tác đơn giản thì Hoàng Hiếu sẽ cài được mật khẩu mình mong muốn. 009. Vâng. Và bây giờ ấn cho cần khóa quay về vị trí ban đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra xem mật khẩu Hoàng Hiếu đã cài có thành công chưa quý vị nhé. Hoàng Hiếu sẽ thay đổi dãy mật mã ở trên đây. Và bây giờ mật mã của chúng ta là 785. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra xem chìa khóa của chúng ta có được mở ra không nhé. Quý vị có thấy không ạ? Rất rõ ràng là chìa khóa của chúng ta đã khóa một cách rất an toàn đúng không nào? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điều chỉnh cho chiếc cần ổ khóa này với mật khẩu là 009 xem điều gì xảy ra quý vị nhé. Này. Này. Không. 089. Nào, quý vị hãy cùng xem nhé. Rất đơn giản đúng không ạ? Và quý vị thân mến, sản phẩm đang được bán trên AZShop với mức giá vô cùng ưu đãi, đó chính là 970.000 đồng. Và bên cạnh đó thì quý vị sẽ còn được tặng kèm theo một phần quà rất giá trị, đó chính là một chiếc túi xách thời trang cao cấp như thế này đến từ thương hiệu Market, cùng màu với sản phẩm vali, và giá trị của sản phẩm này là 155.000 đồng. Rất tuyệt vời đúng không nào? Quý vị hãy nhớ là những ưu đãi này chỉ dành cho khách hàng gọi đến cho khung giờ phát sóng mà thôi. Hãy nhanh tay quý vị nhé.
bên ngoài sản phẩm thì chúng ta vẫn còn thấy có rất là nhiều ngăn, và đặc biệt là chiếc ngăn lớn ở phía đây thì Hoàng Hiếu nghĩ là chúng ta có thể tận dụng để mà bỏ thêm đồ dùng, đúng không nào? Chính xác như vậy thưa quý vị, với phần ngăn lớn ngay phía trước này và được thiết kế với ngăn chống sốc thì quý vị và các bạn chúng ta có thể dùng để chứa được những chiếc laptop, chúng ta có thể dùng để chứa máy tính bảng hoặc là điện thoại hoặc là các dây sạc chúng ta cũng có thể bỏ vào trong này. Và ở đây thì Bích Phụng sẽ bỏ vào đây một ít sách cũng như là truyện để chúng ta có thể đọc trong cuộc hành trình của mình, đúng không nào? Vâng, và quý vị thân mến, ở trong những chuyến hành trình khi mà chúng ta đi du lịch hoặc đi công tác xa thì cần lắm một chiếc bản đồ để giúp chúng ta có thể hiểu rõ được đường đi và cũng như là dễ dàng hơn trong quá trình di chuyển, đúng không nào? Và đây là một chiếc bản đồ, và vì chiếc bản đồ này thì chúng ta sẽ rất là thường xuyên mà sử dụng, thì Hoàng Hiếu sẽ bỏ ở một cái vị trí rất là dễ dàng để mà chúng ta có thể lấy ra. Đây, rất là thông minh, đúng không nào? Hoàng Hiếu sẽ nhét vào một chiếc ngăn ở bên hông của chiếc vali đây. Rất là tuyệt vời, đúng không nào? Và khi cần thì chúng ta chỉ việc rút ra, rất là đơn giản. Và bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ gửi tặng kèm cho quý vị và các bạn một món quà rất là đồng bộ với sản phẩm vali của chúng ta. Đó chính là một chiếc túi xách cao cấp như thế này, rất là đẹp, đúng không nào? Vâng thưa quý vị, và với một chiếc túi xách rất là tiện lợi như thế này đây thì chúng ta có thể dễ dàng mang theo thêm nhiều hành lý, mang theo thêm những dụng cụ cá nhân trong những chuyến đi của mình, đúng không nào? Và quý vị thân mến, sản phẩm đang được bán trên AZSHOP với mức giá vô cùng ưu đãi, đó chính là 970.000 đồng. Và bên cạnh đó thì quý vị sẽ được nhận một phần quà tặng, đó chính là một chiếc túi xách mà quý vị vừa quan sát. Giá trị của chiếc túi xách này đó chính là 155.000 đồng, rất là tuyệt vời, đúng không nào? Và một điều đặc biệt nữa mà Hoàng Hiếu xin được chia sẻ đến tất cả quý vị, đó chính là sản phẩm vali Market D7X mà chúng tôi đang chia sẻ đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay, được bảo hành lên đến 4 năm từ nhà sản xuất. Quý vị thân mến, và chọn bộ sản phẩm quý vị và các bạn đang theo dõi, chỉ cách quý vị và các bạn một cuộc gọi mà thôi. Hãy nhớ số điện thoại quen thuộc của chúng tôi 0839109898. Hoặc quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết về chọn bộ sản phẩm cũng như là quà tặng, quý vị có thể truy cập vào website www.azshop.net.vn. Và bây giờ thì Hoàng Hiếu, Bích Phụng xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn với những sản phẩm khác trên AZShop.